Vâng, đây là trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu mà chúng ta đang nuôi hy vọng để có thể gỡ hòa và tiến tới bật C này. Đây là một trận thi đấu mà chúng ta sẽ phải vượt khó. Quân đội bạn là đẹp hơn và dễ đánh hơn vì có sự xuất hiện của Hitty và một Persia. Nói chung là map 22 như thế này là ra Per và ra Hit nó là mắc bóng. Tôi nghĩ ra Per ra Hit nó mắc bóng hơn khi ra 2 Hit hoặc là ra 2 Baby Lord. Bên mình đây là Kata của game thủ Hoàng Mai Nhi. Và tí trận thi đấu này được cầm chém tuyển Yamato. Vâng, bên mình Yamato có thể đánh được cung A. Quan trọng rằng bên kia nó có lẽ lại có một Hitty. Và đội bạn lại có lạc đà. Có lạc đà của Persia. Khắc những con ngựa chém của Ia. Chung là kiểu gì đội bạn cũng sẽ dễ đánh hơn rất nhiều so với bên mình. Đây là một bài kín dành cho người cầm Ia. Hướng lên góc 12 giờ là không còn đường đi nữa rồi. Những chiếc bè đang muốn cơ cấu một mặt nhà hướng xuống góc 9 giờ. Còn nhiều này đang nhảy rất loằng quạc, cực kỳ khó chịu. Còn đây là Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi đã xả 5 trong 6 con nhiều của mình rồi. Bây giờ mới bắt đầu cho nông dân khai thác. Vẫn miệt mài đi dò. Bên mình thì chưa thấy được cái bài nào là 8% gì cả 11%. Thế cho nó mới cân. Bài này nó phải tầm 20 mấy rồi, tầm này phải tầm 15-16% đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Vẫn chưa đủ đỏ. Ngoài bài hiệu đầu ra chưa thấy gì thêm. Quả đầu rất đẹp. À đây. Không, cái gì cuối cùng, cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi. Còn nếu mà quả, vâng, quả phụ 6 cây là ngon. Một voi là ngon. Nhưng như chỉ là 5 thôi. Nhiều 6, một voi. Hơi đuối thực. Đây là 22 trên 24. Một bài của cái tí. Đây là IA đấy. Phải nông dân khác cái tầm này còn mướt mới thấy con voi này. IA nó dần nó chạy nhanh. Dò được nhiều hơn. Bài này ví dụ cũng phải rơi vào tầm khoảng 13-40 đến 14-40. Còn voi này về được thì mới được tầm đấy. Còn không chưa chắc. Tại một trận mà phải ép đánh theo kiểu tròn đồ đến từ người cầm nhà. Hiếu chỉ là hiếu 4 thôi. À đây, không. Và ở phía dưới này vẫn còn một bầy hiêu nữa. Quay trở lại với bài của cái thủ Hoàng Mai Nhi. Vậy là một pha vừa rồi tôi tưởng có cái gì đen đen ở đấy. Đấy là một pha Kene đến từ cái thủ Hoàng Mai Nhi thôi. Ăn tranh với người cầm Persia. Như vậy là Per bên đội bạn đi ăn quả và ăn tranh như này. Tôi nghĩ rằng bài Per bình thường. Như vậy là bầy hiêu, bãi quả ăn tranh này thì cả hai game thủ chúng ta đã khai thác hết rồi. Thôi. Thôi còn cây thôi. Ông nào mút được bằng nào thì mút thôi, kéo về. Lại một bài mà lên đời hơi đuối một tí. Và bên này 13-15. Tôi đoán chuẩn phết, một con gà như tôi đoán chuẩn phết này. May nó đoán đúng. Không, anh em lại chửi cho SML luôn.
Ôi giời ơi, về vào Persian ở nhà chỗ nào đấy? Vâng, nói lên một câu có được không? Thầu ơi, nói lên một câu được không? Ăn hết ăn chanh quả nhà của Hoàng Mai Nhi rồi ra đây ăn hiếu cùng với tí nữa. Thắm thiết thế hả giời? Ồ đây, bây giờ nông dân thì cứ đứng đấy thôi. Khả năng nhà chắc là nhà xa, tôi đoán chắc khả năng nhà xa. Tầm này chán rồi. Vâng, tầm này chán không muốn về nhà rồi. Khả năng nhà đã không kín. Khả năng nhà đã không kín, nhà đã yên ổn. Đấy, anh em hay nói cái câu gì nhỉ? Đấy, về làm gì cái nhà ấy nữa. Nhà đang yên ổn, khả năng nhà kín rồi. Đoán thế. Ở đây là Hoàng Mai Nhi. Ồ đấy, kín rồi. Kín được một mặt bãi gỗ. Còn một mặt thì chưa. Ôi trời ơi, ngựa giò. À vâng, có cái công rồi. Không, 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 không. Như vậy là cũng đã lên đời rồi đấy. Có lẽ là một bài yếu thôi. Có lẽ là một bài yếu đến từ người cầm pơ thôi. Phải đi tìm ngay những vị trí ăn hoa. Phải đi tìm ngay những vị trí ăn hoa. Một bài mà ăn tranh ở khá nhiều nơi đến từ người cầm pơ. Đây là tí. Như vậy là hít thì dường như là một bài có hộc. Thời điểm đầu tí sẽ phải ra và để dành gỗ ra ruộng. Có lẽ rằng tầm khoảng 1-2 phút nữa sẽ là chiếc BL thứ hai. Và sau đó có thể là chiếc BL thứ ba và thứ tư nữa. Đối với IA thì 3-4L nó là chuyện bình thường thôi. Đây là những con nông dân của người cầm Hitty. Vâng. Vâng, thủ phù ở trong nhà của Hitty. Bánh quá chắc bài đến từ đội bạn. Và tất cả những con nông dân của người cầm Persian đã lùi vào trong khu vực hốc của người cầm Hitty. Ăn vàng ở trong này, đóng pê ở trong này. Bàn thì càng gớp. Còn đây là Hoàng Mai Nhi. Hôm nay vẫn là 30/32. Dường như đội bạn đánh theo kiểu đánh thủ rồi. Đội bạn đánh thủ. Ôi. Đáng tiếc đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi vẫn lỗi một con voi. Bây giờ thì đang đi dò những xem còn nông dân ăn hoàng phía bên ngoài của người cầm pơ hay không. Cái như pơ đã kéo hết nông dân về nhà của Hitty rồi thì phải. Đây đây. Nghe. Úi trời ơi, vâng. Chém được một cái e xong, nhìn vào trong là thấy hai cái nữa. BL thứ ba dành cho game thủ. Vâng, chưa. Không, nó chỉ là BL thứ hai thôi. Vẫn đang ra dần là khá đều dành cho game thủ tí. Persian bây giờ có con ngựa giò, dường như con ngựa giò này con ngựa giò vừa phù được của tí phải. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi chém bay nhà BL của game thủ cầm Persian. Công ca đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Còn bây giờ ấy là công ca trên bãi gỗ cũng được. Bên ôi trời ơi, cũng có cà phê ở đây nữa. Lạy thầy, ui giỏi ôi, phê cũng có cà phê ở đây luôn. Lạy thầy, mày đánh tiếp. Đó, có con lạc đà, vâng con lạc đà phù được, nó ngáo. Nó đứng im để cho lạc đà của Hoàng Mai Nhi nó đấm, nó vả, nó rúi cho. Và bây giờ ca đã có rồi, khả năng công vào khu vực nhà PP đấy. Như vậy là đội bạn đang công P ra và công cả cùng rồi Hitty ra. Hoàng Mai Nhi tranh thủ công vào đi. Rồi vào. Đội bạn đang mải đánh tí phía bên ngoài. Vâng, đội bạn đang mải đánh tí phía bên ngoài. Rồi lao vào sâu đi anh ơi. Đấy, đội bạn phải giật quân về rồi. Vâng, đội bạn đang phải kéo quân về rồi. Vâng, tí có dí lên luôn không? Tí dí lên luôn. Và tớ này lượng chém của tí không nhiều. Gỗ thì đang khá nhiều dành cho tí. Bây giờ là phải kéo nông dân ra ăn vàng. Hoàng Mai Nhi lọt vào nhưng mà cùng rồi Hitty kéo về. Nào con nào, con nào già mồm. Ôi này thì chửi hoài rồi. Ủa. Vâng, như vậy là phù đầy đủ công nghệ. Thầu đánh chắc quá nhỉ. Cái bãi gỗ rồi ông làm cái BP đấy, làm ba con phù đấy. Bây giờ tí có chuyển được ai không? Hitty bên kia thảm lai đang rất to. Đánh nguyên chém thôi thì cũng khoai. Mày chuyển A không biết đã là muộn chưa. 42 dần đến từ game thủ cầm Hitty rồi. Khoai. Không
công được nhà Hetty, nếu nó là con Babylon thì còn có thể, và lên cung A thì còn có thể chơi được, nhưng nó là con cung R Hetty. Và cái thế nhà của Hetty này cũng là siêu mắc binh đấy. Đội bạn nhà hai nhà gần nhau. Ui giời, đây đây đây, ông. Vâng, ông tiểu màn tàu, ông đi dân khéo thực sự. Các bạn có thể nhìn trên bản đồ con. Vâng, cái chấm vàng vàng, bốn cái ruộng ở trên khu vực góc 12 giờ của tiểu màn tàu. Phù là công nghệ đầy đủ 2P mà thậm chí là 3P dành cho game thủ tiểu màn tàu. Khoai. Một kèo đấu rất cần. Một đều về C và bốn đều về trận.